Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của nhà Pompey với sự phục hưng nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì mình đã tiến rất nhanh lên phương Bắc và đã chiếm được cái phần như là giáp lãnh thổ với phía Bắc rồi của các nước. Và những trận đánh phải nói là khá là mệt. Mình đã kiểm soát được phương Bắc và bây giờ thì lãnh thổ của mình chỉ giáp với thằng Rome đỏ. Thằng Lepidus thì bây giờ nó đang đánh chiếm thằng đất của thằng Octavius ở đây khá mạnh. Đó là một điều khá là tuyệt. Trận trước mình đã đánh nhau hai tướng hậu duệ của Pompey và hậu duệ của Caesar đã đánh nhau một trận tức bừng khói lửa ở chỗ này. Và kết quả là chúng ta đã giành chiến thắng. Mình đã kiểm soát được cái tỉnh này và có thể mình sẽ xây hai cái nhà lính ở đây để nó có thể phòng thủ. Vấn đề tiếp theo của mình bây giờ là mình sẽ phải đưa quân tiến tiếp hoặc là giữ vững cái khu vực này và cố gắng ngoại giao làm sao đó với mấy cái thằng dợ ở phương Bắc này. Mình không biết chắc lắm nhưng mà chắc chắn là phải vậy, không thể chiến tranh được rồi. Nhưng mà tình hình là bây giờ mình xem này, có thể đàm phán hòa bình được với thằng nào không? Thằng Ai Cập. Nói chung ý, trừ Rome ra thì tất cả các faction khác hay quá. Gods of Olympus, hear me. Hay quá. Thằng Ai Cập nó bỏ chiến tranh mình được rồi. Như vậy thì mình có thể yên tâm rồi. Tốt rồi. Rút cái hạm đội này về đây phát. Nó đang đóng quân ở đây này. Chỗ này chúng ta có mấy năm đơn vị lính Lê Dương. Nhưng nếu thằng Ai Cập mà nó không đánh mình nữa thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Thì chúng ta không phải lo chiến tranh quá nhiều. Xem tình hình nào đã nhỉ. Mình cũng không thể thân với thằng Ai Cập quá được, bởi vì nếu không thì mình sẽ gặp rắc rối là với thằng này. Chúng ta đu dây ngoại giao. Mình đang chơi với thằng này. Nói trước mình chủ yếu gây áp lực để buộc thằng Ai Cập nó không chiến tranh với chúng ta thôi. Chứ mình không có ý định mong rằng là có thể trấn áp được nó. Có lẽ qua lượt đấy nhỉ. Tiền thì cũng còn đấy, nhưng mà chắc phải để dành tiền để giải quyết ở đây chứ. Hoa qua lượt đã, xem tình hình tiếp theo nào. Nền kinh tế của chúng ta có thể gọi là tạm ổn so với tập trước, khi mà chúng ta bắt đầu với một cái nền kinh tế gần như là quyệt quệ và kẻ thù thì ở khắp cả mọi nơi. Nhưng giờ nhờ một cái sự tấn công thần tốc của chúng ta đã giải quyết được khá nhiều vấn đề rồi. Mấy anh dợ thì nói chung là chắc là cũng chưa đánh mình đâu. Bởi vì là nói chung thì mấy thằng dợ nó còn đang bận với các cái cuộc chiến riêng của chúng nó. Cho phép triển khai trên trên lãnh thổ nhau à? Ok. Mình cũng đang cần một cái đề ngũ xuất ngoại giao như vậy. Thanh niên này, cái này nó sẽ tăng 5 điểm ngoại giao với tất cả các faction. Mình cần những cái đó. Chúng ta cần rất nhiều cái điểm ngoại giao. Đây, chúng ta sẽ xây hai cái nhà lính lên để nó tăng khả năng phòng thủ ở đây. Mặc dù chúng ta không chiếm thêm đất nữa đâu, nhưng mà chúng ta cần phòng thủ. Thằng Ai Cập quân nó đâu rồi nhỉ? Kéo quân ở đây à? Mình cũng không muốn tuy là nó không đánh nữa nhưng mà mình phải đề phòng. Không, nó muốn nó quá mạnh. Không muốn một cái thằng châu Phi cái bị nó tiêu diệt. Mình muốn một cái thế cân bằng ở khu vực châu Phi này.
mình cũng không thể tiến xa được. Tiến xa sang đây thì thằng này nó không kiểm soát được là mình chết. Mình đứng ở đây thôi. Bình trong chút chút chút. Đâu vây thành của nó à? Mượn đường thằng này sang đây nhỉ? Điểm trợ nó cho nó chiếm cái thành của thằng La Mã đây đã. Không biết mà toàn tướng của phe mình thôi. Bây giờ không tuyển được tướng của phe khác nữa rồi. Chúng ta có hai hạm đội. Bỏ hết là lính ở đây rồi. Xây xong hai nhà lính ở đây thì có lẽ mình chỉ cần một thằng tướng đứng gác ở đây là được. Cần hai lượt nữa là mình có thể rút quân đoàn này đi. Ơ, bắt được thêm một khẩu pháo của nó à? Tuyệt thật. Chưa đủ tiền để phát triển thủy quân độc chiến. Tập trung vào phát triển Rome thôi. Trọng điểm lên kinh tế của mình sẽ ở đây mà. Đập hai cái kia đi để xây các cái điện thờ lên đã. Xây cái điện thờ lên ở vùng này thì chúng ta lên xây điện thờ. Xây cái này được tiền tăng cả public order nhưng mà 240 cộng 6 public order. Cũng hợp lý. Lên nữa. Sẽ không dễ dàng gì cho đối thủ khi muốn bây giờ khó có mấy cái thằng phương Bắc này nó cũng lại đang đánh nhau loạn xạ nữa. Cái gì đây? Thêm một nữ chính khách hay là tăng điểm ngoại giao? Mình nghĩ mình cần điểm ngoại giao hơn đấy. Tăng điểm ngoại giao lên. Thằng Ai Cập nó vây đánh thằng này à? Mọi việc có vẻ ổn. Kinh tế cũng tạm ổn. Cho cái thằng này nó tiến lên chút xíu ấy. Thanh niên này có thể đi trên đất của chúng nó được rồi mà. Chúng ta ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau rồi. Và cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Mình nghĩ là mình cần thêm một chút good pork roasting for you. And better ale and mead set aside. But first... Một cái hiệp ước gì đó nhỉ? Lượt nữa. Khỉ thật, thằng này nó phá nhà mình là mình giảm cái tốc độ nghiên cứu khoa học lâng thành của mình. Lepidus và Octavius vẫn đang đánh nhau. Phương Bắc. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will.
Bất đồng văn hóa. Chưa đến mức nguy hiểm. Chơi được với thằng phương Bắc kia nữa thì tốt, nhưng mà nó còn đang bận đánh nhau với nhiều thằng quá. Tranh thủ lúc mà tình hình thế giới đang hỗn loạn là mình phát triển nữa. Mình sẽ trợ giúp cái thằng thằng đang vây thành này, đánh chiếm cái thành này. Khi mà nó chiếm được thêm thành thì chúng ta giao thương với nó cũng sẽ được nhiều tiền hơn mà. Rồi. Haumea on the road again. No further orders. At your service. Swift and silent as a shadow. Ready for battle. On the move. Lực lượng của mình chỗ này hơi mỏng. Cái thằng Mark Anthony nó còn đang bận chiến tranh với mấy thằng phương Đông, chưa đủ sức để sang đây càn quét mình. Ảnh hưởng của phe mình hơi thấp rồi. Thằng này lại chiếm được một tỉnh của thằng Ai Cập à? Hạm đội của nó không đáng sợ. Thằng Rồng Đỏ nó đóng cái hạm đội đây là mình không đi đâu được, chết cứng mất một quân đoàn đây. Nó chỉ là một cái hạm đội, nó không công được vào đây. Drop anchor. At your command. Có tiền, nâng cấp nhà tiếp. Rồi 12, 11, 13 đơn vị phòng thủ. Chắc là thủ được ở đây rồi. Chắc luôn, không sợ. Để mà chắc ăn nữa thì lâng nó lên nhà lính đời 2. Mình sẽ có thêm được căn định phòng thủ nhiều hơn. Sau đó mình sẽ rút quân đoàn này đi. Đúng rồi. Commander. Waiting for more orders. Mình không muốn chiếm thêm bây giờ mình sẽ bị tham nhũng rất là nặng. Take it, take it all. Thằng này đâu rồi? Để quân đi song song đây đánh tiếp đi. Greetings, friend. I've called for good aid. Hay quá. Thử thêm một cái đề ước ngoại giao nữa với nó xem nào. Welcome. We will talk. Chưa được. You haven't.
You are welcome, Orthoma. Ký hiệp ước tâm phạm. Rồi. Nó thân với mình hơn rồi. Có thể mình sẽ ký tiếp cái hiệp ước giao thương nữa. Ký được cái hiệp ước không xâm phạm là tốt, tuyệt vời rồi. Mặt nó đỏ lên rồi, xanh rồi. Mình có thêm được mấy thằng chính trị gia nữa mà. Chơi thêm với thằng đấy nữa thì khá tiền đấy. Thôi được rồi, vào được đã. Ôi ôi, ở đâu chui ra bọn Liên Dương đông thế? Journey completed. Ở đâu chui ra bọn này đông thế? Mình vừa mới kéo quân đến đây phát nó đã ra nó dọa mình kinh quá. Cộng 15 thu nhập từ các cái điểm giao thương trong 4 lượt này, tốt quá. Cứ thêm tiền là tốt rồi. Đuổi cái thằng rôm đỏ đi phát kìa. Quái quỷ không ăn được. Turn about. Your orders. Commander. Retreat. Not into those waters. Making for port. It is an honor to serve Rome. Phải có lực lượng thủy thủy quân lục chiến thì mới ăn được nó. Mình thì lại không có. Ready for battle. Get to it, men. Ready for all. I want hourly patrols. We hunger for you will march till you finish. Để đấy, sao đây? At your command. We cannot do that. Vào đứng đây phòng thủ. Take what you can, boys. Mà không ăn được vào đây đâu. Nếu nó đánh nó sẽ phải đánh một trận liên quân à? Bình tĩnh mà phát triển thôi. Giai đoạn khó khăn đã đi qua rồi, bây giờ chúng ta đang giai đoạn tranh thủ giai đoạn hòa bình để ổn định lãnh thổ. These people trouble even the gods. I beg you, march against them before it's too late. We need the glory. Không cần mày phải chiến tranh với Rome đâu. Thằng Ai Cập chiếm được tỉnh này có giữ được hay không khi mà bị quay chặt rồi. Còn mình khó khăn nhất đây này. Làm sao là đuổi cái thằng đấy đi nhỉ? Muốn đuổi nó bây giờ mình phải có cái thuyền hạm đội. Đây này, nâng lên. Thì chúng ta sẽ có Venetian. Rome needs good fighters.
Commander. We hunger for battle. Định đột kích vào phía sau này của mình à? Gớm thật. Định đột kích vào phía sau của mình. Đúng không nhỉ? Chính xác. À, Lepidus. Lại một thằng nữa. Để xem nó tiến theo hướng nào đấy. Chạy vòng qua không đánh mình. Quân cũng không tiến nổi bọn này. Đánh phát úp lại đánh lại luôn. Ready for battle. Chiếm thành thì đi cu. March. You have further orders? How may I serve you? Swift and silent, a shadow among shadows. Mình mong nó chiếm mà nó không chiếm cho. I seek. At your command. Đánh phát là được luôn này. Ready for orders. At your command. Xe bắn đá. Hay gì? Nó không dám đánh vào đây. Vòng lên trên kia nó đánh mình. Thế mới ác ôn của công thôn. Được, trận đánh với... Mình đánh với Octavius rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh nhau với... Wow! Chạy! Chạy 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 chạy. Pausing. Ôi xong rồi. Sao nó đông thế nhỉ? Đi hạm đội này của mình rồi. Lại phải khôi phục lại à? Từ đã nhá, trước khi hy sinh cũng phải đánh một trận tay bời đã. By your command. Artillery ships ready. Grouped and ready. Ships ready. Chắc chắn quân tiếp viện của nó vào từ đằng sau. Enemy reinforcements approaching. Ôi, nó vào từ đằng sau lưng mình cơ. Vãi cả trưởng. Cái này thì mình xong rồi. Sự lựa chọn nào khác rồi. Artillery ships ready.
May này, may này. Nhanh. Nhanh. Rồi. Our general is under attack. Rồi. Your orders. Set oars. Artillery awaiting orders. Show them steel. Ready for orders. Get at them. Ships waiting. Ships at your command. Come to đây. The enemy general is dead. Chắc chắn là soái hạm của chúng ta sẽ gặp vấn đề. Artillery at your command. Ships at your command. Đây rồi, ăn vào luôn. Attack! Artillery ships reporting. Get at them. Ready and awaiting orders. Dụ nó đã. Assault ships ready for orders. Artillery ships reporting. Moving out. Ships ready. Nhanh. The men are wavering. Rồi, yên tâm đi. Hack them down. Tổ quốc ghi công rồi. Ready and awaiting orders. Ships ready. Hack them down. We are waiting. Lùa thằng tướng của mình cơ. Rất giỏi đấy. Mặc dù có thể. Ships is on fire. It's your command. Húc nó cho anh. Artillery ships ready. Húc đi. Show them steel. An entire unit has perished. Ready and awaiting orders. Get at them. Nó đang bị tông vào đít rồi. Hack them down. Our general has fallen. Vâng, chúng tôi đã biết. By your command. Trước khi hy sinh, nó cũng phải diệt hết cái đám này của mày. Artillery ships ready. Your orders. Artillery awaiting orders. To the oars. Set oars. By your command. Moving out. One of our ships is being boarded. Tiếc là mình không thể làm được gì nhiều hơn. Artillery ships ready. Artillery ships ready. Attack! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Move them steel. Attack! Firepower ready. To the oars. Ships waiting. Hard on the oars. The enemy general is dead. Rồi tiếp một thằng tướng của nó nữa dẹo. Ăn luôn. Disbanding battle group. Attack! Everyone's ready. Artillery support. À. Không điều khiển được nữa này. Ngay trong lượt đầu tiên mình đã loại bỏ toàn bộ cái hạm đội đầu tiên của nó. An entire unit has perished. Get at them. Sau này làm sao nhỉ? Rồi. Tan nát hạm đội của nó luôn. An entire unit has perished. Mình mà có nhiều hơn các cái thuyền cận chiến thì mình đã lao lên cho chúng nó chết luôn đấy. Tất cả trận vừa rồi nếu nó không tiếp viện từ đằng sau lưng thì chắc là mình ăn được. Chơi trò tiếp viện sau lưng là mình thua. To the oars.
quái trước chuyện này. Lắc à, thuyền này nó bỏ chạy à. Cái hạm đội đầu tiên của nó bị hủy diệt hoàn toàn luôn. Rồi, chìm xuồng hai hạm đội của nó luôn. Trong khi chúng ta vẫn còn, nó chỉ còn một cái hạm đội ở trong trong thành. Vậy chúng ta không mất cái hạm đội này à? Được đấy, tuyệt. Mình không nghĩ là mình lại có thể chơi được. À, được, mày ăn được thành này của anh à? Mày chết luôn. Thằng này là Lepidus rồi, khử luôn Lepidus cho anh. Phải có những trận đánh như thế nó mới sướng. Mà lượt sau thì mình sẽ phải cho tướng của phe khác kiểm soát Ultradroid. Chứ cái này là trung thành nó giảm đáng kể đấy. Thằng này âm 16 rồi này. Âm 6. Em nào vừa mất trầm đây phải không? Âm 5. Cho đi ngoại giao ngay, không kiểu là để tăng điểm trung thành trở lại đã. Thằng này nữa. Chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền để làm những việc đó. Mày làm chiếm tỉnh của anh à? Chán sống à? Không tới nhỉ? Chạy nhanh còn kịp đấy con ạ. Thế là một cái xe bắn đá, buồn cười. Thay được tướng của phe khác vào em nhỉ? Chưa, phải lượt sau. Đây rồi, Patrick đây rồi. Mười điểm trung thành. Rồi ok. Ready for orders. Let them cower before Rome. À, có các binh đoàn Lê Dương ở đây à? À, từ nhá. Laying siege to the settlement. Đây là đất của mấy thằng khác à? Ô. Chơi với thằng này xem. I welcome you, worthy speaker. Chưa chịu. Your goods. Chưa đủ thân thiết à? No. Welcome, worthy friend. Let us pray. À, cho mày chiến tranh với Rôm đỏ. Excellent, my people. You speak well, but I fear the spirits do not approve. I cannot go against such portents. Hết tiền à? Nó có thêm mấy linh đoàn Lê Dương ở tiếp viện lên từ biển lên nữa. Căng phết nhỉ? Nó chơi cái trò chạy vòng qua đằng sau thành của mình, nó không ra, nó không công trực tiếp vào, nó chạy vòng đằng sau đánh cũng gớm phết. Trận này mình có xe bắn đá thì mình cứ lên trước thôi. Đối với Lê Dương thì cứ dàn hàng ngang mà tiến lên, chả có cách nào. Kỵ binh đứng đây, sẵn sàng. Lên. Proud Romans all. We are come once. Enemy reinforcements approaching. We'll live to see tomorrow's dawn. Đội kỵ binh của mình rồi. Lùa luôn mấy thằng tầm xa này của nó.
xông vào. Đứng đấy chờ nó bắn à? Mấy con ngựa này. Xa rồi. Đội cái binh xông vào. Legionary cavalry. Nhanh, giải quyết bọn này cho anh nhanh. Yours to command. Xong, bọn này xong. Hải quân nó đang đổ bộ rồi. Từ nào, pháo ra đây đi. Jupiter gives us strength. Xong. Tiếp. À từ á. Rồi bọn này lát. Gì đấy? Ui dồi. Vừa có pha lộn nhào ở chỗ này này. Mấy cái thằng ném lao ấy. Khử ấy. À, đổ bộ kìa. Rút lại ở đây cho anh. Nó không chạy ra đây, nó chạy vào thành của nó. Được. Bắn cho anh. Xong rồi. Đội cái binh mình dẹp được mấy thằng chỗ này rồi. Mình vừa nhìn thấy có mấy thằng đổ bộ đây này. Đây xem nào. Đây rồi. Ăn luôn. Có đội Lê Dương đằng sau là mạnh rồi. Xong rồi, rút ra. Tiến vào. Đây à? Jupiter gives us strength. Định chạy lên để chơi mấy anh đội Lê Dương của anh à? Fire.
Thôi từ xây bắn đá được bắn nữa. Chết con mình. Jupiter gives us strength. Legionary cavalry to charge. Come forward. Nhanh, đội Lê Dương tiến nhanh vào đây không kẹo. Battle is turning in our favor. Thôi, rút tạm ra ngoài nữa. Lê Dương vào tới nơi rồi. Ủa ôi, nó ném tên đuổi vào mình. Ôi trời, bị binh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ăn tiếp. Mày đến lao anh á. Cho cận chiến áp. General is under attack. Mày dám ăn anh á. First cohort. Rồi đợi kỵ binh của mình. Chắc phải vòng ngựa ra hướng này thật. Nặng quá. The men are wavering. Trụ được mà nhờ. Lê Dương của mình đánh tốt mà. Thằng này bị thương nặng lắm. Đây là Lê Dương gì? Đánh bọn này đi. The enemy general is dead. Đừng chết à? Rồi, để nó mất tinh thần hay hơn. Vì lượt sau là nó sẽ trở thành quân của mình. Binh mình đi lùa ác nhỉ? 400 thằng nhỉ? Tiếp tục xâm chiếm khu vực.
for battle! Chẳng có cái gì. Vùng này chẳng có cái gì. Châu Phi an toàn rồi. Châu Phi an toàn rồi. Vấn đề là bây giờ làm sao mình tiêu diệt được thằng đánh được vào cái vùng đất này. Ai ôi, nó lại đưa quân đến đây này. Thực tế thì mình cũng không muốn chiếm cái vùng ấy. Thất bại à? Patrick Cohill. Trời ơi, phê Patrick nó đang thấp rồi. Bỏ cái thành này đi. Mình không chiếm cái vùng này. Cho thằng đệ chiếm nhỉ. Cho thằng đồng minh chiếm. Ok. Láo thật, định chạy vòng quanh đất của mình à? Mày mon men ra đây này. Lại mon men ra đây này. Chắc là phải rút lui chiến thuật à. Phá luôn. Phá kiếm tiền. Cho thằng đệ này chiến. Truy đuổi nó mệt ghê nhỉ. Cái thằng Rome này thì chắc không dám tiến vào đây. Thành này đủ khả năng phòng thủ. Ây à. Chưa có đủ quân thì có thể tiến thêm. Giết lốt thằng kia nữa thì được. Thằng này còn chiếm được tận vào đây rồi cơ. Tranh thủ nâng cấp nhà cửa lên đã. Rồi. Thật là khó khăn. Hai cái thành kia mình chiếm được quá dễ dàng. Rồi. Mất thành này mình chả mất gì đâu. Bởi vì là tăng thành mình sẽ tăng tham nhũng mà. Rồi mày chiếm ở đấy à? Gớm thật cái thằng này. Thằng Lepidus này quay vào giết nó luôn cho anh. Ô hô hô. Ơ, thằng Ai Cập lại chiến tranh mình à? Nó lại khiêu chiến rồi. Lại căng rồi, tình hình lại ban căng rồi. Được vinh danh. Tăng tiếp điểm ngoại giao lên đấy. Thằng Ai Cập này... Ôi chết rồi. Cố gắng đàm phán với nó xem nào. I give you greeting and my attention.
We did not seek war or bloodshed, but when the blood being spilled belongs to you, I welcome it. Rất may là khu vực châu Phi để mình đã xây dựng một cái lực lượng phòng thủ tương đối. Thế này cho chắc. Kinh quá nhỉ, thằng Ai Cập mạnh ghê. Miễn thuế cho tỉnh này, cho nó nổi loạn chiếm đấy. Anh giải quyết lốt thằng này đã, xong anh sẽ xử lý mày. Mình cũng hết tiền, đùa đâu. Tăng trưởng kinh tế của mình. Nghèo quá. Không đủ lực để có thể tiến xa hơn. Căng nhỉ, thằng Ai Cập lại chiến mình. Lepidus rồi, thử mình tiêu diệt đánh gục thằng Lepidus xem mình có thể đàm phán hòa bình với nó không. Chắc phải có một chiến thắng thì mới giải quyết được vấn đề. À, Commander. Vây thành của anh à? Mày giỏi lắm. Mày giỏi lắm. We hunger for battle. To victory. Mày chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Your command. March until your feet bleed, then march some more. Thử một cái giải pháp hòa bình xem thằng này chịu nhá. Nó bị rồi là được không rồi. À, dứt khoát không. Mình sẽ cố gắng giữ châu Phi thôi. Để ra bên dưới này chúng nó đánh nhau loạn xạ. Mình vẫn thích thằng này hơn. Welcome, worthy friend. You have an honest tongue, and so I reject your offer hesitantly and without wishing offense. Không chịu à? Không chịu à? Ai giời. Thế rằng co, chiến dịch này cũng khó không khác gì chiến dịch cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3 khi mà giai đoạn đầu mình gần như chỉ có lo phòng thủ và phòng thủ. Athena gives wisdom and Ares gives strength. I give you peace if you will dare it. Thằng Ai Cập nó đề nghị hòa bình. Tốt rồi. May quá. Tất may là nó đã đề nghị hòa bình. Mình đã đòi được nó ít tiền đấy chứ. Rất may là lực lượng của mình đóng ở đây đủ. Ờ, quân nổi dậy đâu, lên đấy. Nó cũng không chiếm, quái quỷ. Mày thích chết à? Hả? Phải đánh một trận, tưng bừng với thằng Lepidus để nhỉ. Ôi, nó không có quân à? Sao thanh vàng cao này? À, mình có quân tiếp viện ở trong thành ra nữa, thảo nào. Lepidus. Lepidus à. On the move. March.
Còn thằng nào nữa? Còn thằng nào thích đánh nhau nữa? Ôi ôi, chúng nó kéo quân đấy đông thế. Không đàm phán hòa bình được nhỉ? Greetings in the name of the... Welcome, I suppose. Không nói chuyện được với bọn Rome rồi. You honor us. I fear our ancestors' unhappiness if I accept. Greetings, friend. Rất khó để nói chuyện, mặc dù rất thân. Sao đây đánh chiếm đi cô? Nó cũng không chiếm, bọn này hay thật đấy. On the road again, stopping to rest a while. Nó cũng không chiếm. Những cái thành đấy mình không muốn chiếm, mình có thể để cho nó thành quân, thành của quân nổi dậy cũng được. Thằng Ai Cập chắc cũng không tiến xa được, chỉ đến thế thôi. Chết tiệt cái thằng Rome, nó đóng ở đây. Chạy ra đây để mua thêm một ít thuyền nữa. Có lẽ đến lúc mình cũng phải phát triển hạm đội lên rồi. Có lẽ đến lúc mình cũng phải phát triển hạm đội lên rồi. Không có tiền để mà mua quân chính quy hiện đại ấy. Mà nhưng mà mình nghĩ là cái đội Fiskalhawk này cũng mạnh mà. Cái nhánh công nghệ mình đang nghiên cứu là nhánh tăng về giảm tham nhũng, tăng public order. Rất tuyệt vời, khi chúng ta đang phát triển lãnh thổ thì chúng ta cần phải nghiên cứu về cái điều đó trước. Trời ơi. Sao vào đây nữa? Cộng 10 điểm ngoại giao. Wish of me. Swift and silent as a shadow. Moving unseen. Một lần nữa chúng ta lại tiến xa đây. Trời đất, cắm trại đây, nó không dám vượt qua lãnh thổ của thằng khỉ gió. Cái thằng này tại sao nó không chịu trade mình nhỉ? You honor us. There's food enough for two armies awaiting us when we have talked. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Với một kẻ thù của nó cơ. Có lẽ cũng chưa cần lắm. Chơi được với nó thì mình có thêm tí tiền thôi. Bây giờ phát triển Rome nữa. Phát triển Rome nên đã. Thủ đô ngàn năm văn hiến. Nó cũng không chiếm cái thành này của mình. Thế nếu ai hay, nó cứ đứng đấy nó cướp bóc.
Nghèo quá, không có tiền để mà phát triển. Mình cho luôn mấy cái tỉnh này thành tỉnh của mấy cái thằng quân nổi dậy luôn. Đã thế không chiếm luôn. Cho mấy thằng nổi loạn nó chiếm. Đánh đâu cướp bên đấy. Rồi. Kinh thật, Ai Cập cũng không tiến xa hơn được. Đúng rồi nhỉ, tại sao mình không nghĩ. À rồi, đánh đi cu. Chiếm nhá, đừng có chơi cái trò cướp nữa. Có quân nổi dậy đây này. Nó lại phải đi dẹp loạn rồi. Ôi. Disengage. Sợ anh quá. Sợ anh quá cơ. Anh tiến đến cổng nhà em thế này á. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a bard song. Sao thằng này nó chiến tranh với hết cả cái đám này là thế quái nào? À, đánh thằng này thiệt hại nặng rồi kìa. Trừ 5 điểm trung thành. Ôi ôi, còn có 1 điểm này. Thằng khỉ này. Lại phải đi làm ngoại giao à. Khơi nó luôn. Is that all? We hunger for. Vây cái thành nó lại. Let them cower before Rome. Ready for war. Sử thằng này. Quân của nó thiệt hại nặng. Quân nó thiệt hại nặng luôn. Lại cướp phát cho quân nổi dậy, nó nổi loạn lên đây á. Mình không có ý định chiếm cái vùng này. Đốt phá còn được, cướp bóc đốt phá được 1000, cướp bóc. Chúng ta trở thành tướng cướp mất rồi. Từ từ đã. Tất nhiên là phải miễn thuế cho vùng này. Cho nó nổi loạn ở Mỹ lên. Miễn thuế thực ra là để mình khỏi bị cái này này. Bị slum này. Được, sau đánh vào đây. Rồi đánh đốt lốt chỗ này nhỉ. Thằng khỉ này nữa. There's a good pork roasting for you. You have an honest.
Căng ghê nhỉ. Mình cũng có khá tiền đấy. Chúng ta bây giờ trở thành tướng cướp rồi nên là chúng ta khá tiền. Nâng cấp nhà cửa lên đã. Tập trung nâng cấp pro mà. Khi nào mình chiếm được Hy Lạp thì mình sẽ được có đội cung thủ, thì lúc đấy mình mới phát triển thêm lục quân. Và cũng có thể là khi cần hải quân cũng được. Patrick Cohen. À, đi ngoại giao thành công rồi. Đi ngoại giao thành công. Mình cần có một sự an toàn đối với những thằng gần gần mình này. Commander, we hunger for battle. Commander, besieging settlement. We take this settlement for Rome. Ready for all. Settlement for Rome. On the move. Victory for Rome! Đi ăn cướp thì được nhiều tiền lắm. Đúng rồi. Cho nó nổi loạn luôn để mình đỡ phải chiếm. Đây nữa. Cho mấy tỉnh này nổi loạn xong để cho thằng kia nó chiếm lại. Đấy, nó mới được tiền. Rồi. Từ từ nâng cấp thành lên đã. Chuyển lục quân. Khu vực châu Phi mình vẫn phòng thủ chắc nhỉ. Thế trận giằng co quá. Cái thằng Củ Khi này sao nó không chịu chơi mình. Lý do là mình phải tuyên chiến với thằng này thì nó mới chịu. Nhưng mà mình thì đang dùng chính sách ngoại giao đu dây. We will gladly listen to your offers. Mình thì lại đang dùng cái chính sách ngoại giao đu dây. Sau khi mình đang đánh nhanh xuống cái khu vực Hy Lạp và mình sẽ chiếm hết cái bán đảo Hy Lạp. Đấy là kế hoạch của mình. Sau khi chiếm xong bán đảo Hy Lạp thì mình sẽ ổn định và không gần như là mình sẽ lại có một chuột tướng của mình. Trade, kiếm tiền từ thương mại. Ready for orders. Let them cower before... Nổi loạn đấy. Rồi, cướp bóc và đốt phá rồi. Tướng của chúng ta sắp trở thành tướng cướp rồi. À mà chúng ta cũng là mang danh là quân phản loạn mà thì đi cướp bóc cũng có cái gì là xấu đâu. Nó cũng hợp bộ với nhau. Trời ơi, cướp được nhiều tiền lắm. Cướp được rất nhiều tiền. Cái khiên này lên ác này.
Cộng 16 giáp à? Cái này tăng cho kỵ binh. Cộng 30% tinh thần chiến đấu trong trận chiến cho. Ready for orders. Hợp tướng này là tướng của phe khác. Được đánh trận thắng liên tục này chắc là lên. Thắng trận được cộng 8 điểm. Commander, make haste, men. Rồi, cứ cướp bóc và đốt phá. Đây, đánh xuống đây là được. Thanh niên này. Greetings, friend. We will tiếp tục làm ngoại giao đã. Chúng ta cướp được khá nhiều tiền, bây giờ chúng ta lại làm ngoại giao. Mình muốn sự an toàn với thằng Tassia này. Thằng này nữa. Ai Cập. Tốn khá nhiều tiền nhưng chúng ta cần thiết phải làm việc đó. Đừng có bao giờ nghĩ dùng tiền, bỏ ra một ít tiền mà chúng ta tiếc. Chúng ta ăn cướp được mà, lo gì. Rồi, nó dẹp luôn mấy thằng nổi loạn đây à? Để nó nổi loạn lên. Lại được vinh danh rồi. Lại sinh con. Có bốn public ở đây. Xem tình hình ngoại giao nào đã. Ai Cập giảm khá nhiều điểm chiến tranh thằng này. Greetings, friend. I've called for good ale. We take this settlement for Rome. Đây rồi. Commander. Nó rất đông quân. Trận này đánh không đơn giản rồi. Trận đánh này sẽ quyết định ai sẽ làm chủ Hy Lạp. Chúng ta sẽ tiếp tục làm ngoại giao đã. Mình nghĩ là như vậy. Tốn 3.000 để làm ngoại giao. Một cái giá khá chát. Nhưng mà cần thiết. Rồi. Tôi đã cho mấy cái xe bắn đá của thằng này sang đây. Thế này à? Rồi.
Bọn kia nó vào tiếp viện thì nó không cần xe bắn đá. Ui già, lại một cái thành khá lớn đấy. Trời mưa thì không tốt. Đây rồi. Chẳng biết quân tiếp viện của mình nó sẽ vào từ đâu. Ôi ôi. Vào từ đâu thì... À, thanh này nó bị sập một góc rồi. Còn hai cái tháp canh thôi. Không biết nó có... xe bắn đá ở đây không nhỉ? À, có... pháo nó đặt ở đấy không? Nhưng mà trận này mình hơi bị nhiều pháo, mình sợ gì? Pháo mình trận này cứ phải gọi là limit. Và có khi mình phải chia thành hai đội bắn cho nó được nhanh. Proud Romans all! Grouped and awaiting orders. Melee infantry ready. Battle group awaiting orders. First cohort. Battle group ready. Commander. Melee infantry. Alista. Now, your orders. Yes. Enemy reinforcements approaching. Không có pháo ở đấy. Quân tiếp viện đang vào từ ngay sau lưng thôi. Tuyệt. Hải quân của nó đang đổ bộ rồi. Phá tan nát thành của nó luôn. Ở đây. Ở đây nó có một khẩu pháo. Chơi chết khẩu pháo này của nó trước đã. Swift melee cavalry. Legionary cavalry. Grouped and awaiting orders. First cohort. And the double. Legionaries. Advance at speed. Ui ôi, hạm đội nó. The walls are breached. Chết cơ số thẳng luôn, tội láo. Phá nát tường thành rồi. Chắc không cần xe công thành đâu, vào luôn. Ồ. Bắn đây rồi xong bắn được. Alista! The enemy's tower has been destroyed. Field artillery, yours to command. Bắn. Lê Dương tiến vào. Chỗ này chưa biết nó đổ bộ cái gì. Liệu nó có kéo một đạo quân ra đây không? The enemy's tower has been destroyed. Chắc cờ mình phải cho một đội quân đứng ở đây. Kỵ binh đứng đây đã. Sure.
walls are breached! Melee infantry! Attacking Testudo! Mày còn thích đứng ở trên tường thành nữa không? Phá tan tường thành của chúng nó ra. Bọn này thích đứng trên tường. The walls are breached. Lã vào trong. Úi dồi. Tấn công. Attack their positions. We await your command. Let me. Vào rồi. We have discovered the enemy's hidden units. Mà quân của nó đông phết đấy. Không đùa được. Nó di chuyển ra đây à? Pháo mình rồi, lão vào đây. Hình như nó không đổ bộ hướng này đâu. Đợi cái binh vào đã. Vẫn phải đang duy trì mấy đội quân này để bảo vệ mấy khẩu pháo. Có vẻ nó chạy vào thành. Tan nát thành nó ra rồi. Tiến lên đây. Thế này à? Ôi ôi, ai già, toàn cổng máu. Nó đang di chuyển quân. Cho xe bắn đá vào gần đây ạ. Chỗ này toàn lính Lê Dương. Dồi ôi. Cuộc chiến giữa những người anh em. Ai sẽ kiểm soát Macedonia đây? Con đá dừng bắn. Mấy thằng kỵ binh này bị thằng nào bắn nhỉ? Ai rồi, tràn ra rồi. Đồng quá.
cổng bên này, cổng máu rồi. Mình chưa có lực lượng cung tên nên là hơi vất. Đây đi, ra điểm trợ cho đội này. Commander, ready and waiting. Orders. Commander, grouped and awaiting orders. Break the lines. Legionaries, double time. Không có, chúng nó chui hết vào thành rồi. Ôi dồi ôi, chiến tuyến của hai bên này. Wow. Trời ơi, quân của mình được búp rất mạnh bởi vì tướng của mình lên cấp và quân đoàn của mình cũng lên cấp. Đây rồi, quân của nó đằng sau kìa, nghe đâu. Nhanh. Lâu lắm mới được xem trận đánh hoành tráng này. Chưa mở lối cho kỵ binh xông vào được kìa. Mở lối cho kỵ binh xông vào đã. Kỵ binh tách làm hai đạo đi. Our general is under attack. Cái binh nó nhanh khẩn trương này. Vào kiểu chết bất đám đám lao cái đó bắt đầu quẩy mình rồi. Xe bắn đá này rất khó ăn được bọn này. Vướng. Đây rồi, cái binh của mình có lối để vào rồi. Jupiter gives us strength. Nhanh xuống đây. Cánh bên này bắt đầu chịu thương vong nặng. Cánh quân của La Mã. Được rồi, phong tỏa được rồi. Quẩy bọn này cho anh. Rồi, mở được máu cho. Để
nhanh xem nào. Proud Romans all. Đâu rồi? Lua. The battle is turning in our favor. Xuyên thủng hàng phòng ngự nó luôn. Xuyên thủng luôn. Kệ, bỏ qua hết bọn trận chiến. Xuyên thủng luôn này. Rồi, chạy ra đây. Cái nhân này. Rồi, xuyên thủng luôn. Cái quân trung tâm này xong rồi. Legionaries! Melee troops! Forward! Ai à ơi, thương nặng thế. Chạy đi, con ngựa chạy đi. Rồi để bọn cận chiến đến. Romans ready for duty. Ace your command. Engage. Đây rồi. To charge. Xong rồi. Legionary cavalry. Còn phía bên này. Ready. Chúng nó mất tinh thần à? Thôi nhanh để chúng nó ném cho chết này. Cánh quân trung tâm tiến vào đây. Tiến theo bọn ngựa. Rồi. One of our units has used all its ammunition. Tiêu diệt nó. Thằng này Pavlus Gastus. À tướng. Tướng đấy. Melee horsemen. Tiến vào đây là xong. The enemy general is dead. Tướng chết à? Thôi chúng ta đây. Okay. Các cánh quân của mình vẫn ô kìa pháo. Ôi pháo không bắn nữa. Kệ cho nó đi. Rất ít khi mình dùng cái đội Lê Dương Cavalry này. Đây là lần hiếm hoi. Ôi Front riders, advance. Quickly now. Khử chúng nó cho anh. Các quân đoàn đang tiến dần đến. Kinh đô của Alexander lại đến. Ngày xưa các bạn chơi cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3, các bạn cũng thấy là cái đội Rome xanh này cũng bị tất cả các phe Rome còn lại đó chiến tranh đúng không? Đấy là bởi vì chúng ta mang danh là quân phản loạn. Chạy trên khắp mọi nẻo đường. Pass cohort. Jupiter gives us strength at speed. Ready for orders. At the double.
Lấy phi lùm chết sử dụng nó đi. Chờ đội kia đến nữa. Rồi. Phi lùm chuẩn bị. Fast cohort! Ready for orders! Relay troops! Your orders! Advance! One of our units has used all its ammunition. Một loạt phi lùm chết gần hết luôn. Rồi, xong. The enemy general is dead. Rồi. 700 người chết. 3,300 mà dám đánh 4,700. Còn chưa bằng cái trận lúc nãy, 2,000 mà dám đánh 4,000 cơ. Tốt rồi. Kiểm soát được Hy Lạp này thì mình sẽ bắt đầu có quân. Mình sẽ tuyển các đơn vị quân cung thủ Cretan Archer. Sao mình chiến tranh với thằng này rồi nhỉ? À, nó là chư hầu của thằng... Khỉ thật, thằng này sao lại chiến tranh mình này? Speak quickly and well. Nó là chư hầu của thằng Rome. Thằng... Commander. Mình sẽ cho... Ở đây... Vùng này thì nó không mạnh về quân sự. Nó mạnh về kinh tế. Chia sẻ được quân đội đã. Ready for battle. 17 có hơi ít không nhỉ? Mình e là hơi ít. Hơi ít để có thể đánh được. Nhưng nó cũng không nhiều quân lắm đâu. 4 cuộc pháo là đủ. Phá tan nhà chúng nó. Ready for battle. 18. Ready for orders. Thôi được rồi, gần này đi. Chưa nổi dậy. Lưng các cái thành của mình lên đấy. Không được. Phải phát triển hải quân ở phía bên này thì mới tiện mua quân nhỉ. Hết điều kiện, hết tiền để nâng cấp nhà rồi. Thôi qua lượt đã. Xem tình hình tiếp theo như nào. Khỉ gió nhỉ? Cái thằng...
Thassia đã quyết định chiến tranh mình. Bởi vì mình đánh chủ nó. Nói thế chứ như thằng Ai Cập nó có đánh nhau mình nữa đâu. Hòa bình rồi thôi. Thassia, Ai Cập. Giải pháp chính trị không giải quyết được à? My time is better spent feasting and hunt. Thằng này. Welcome, worthy friend. I thank. Đề xuất một giải pháp chính trị mà nó không chịu. How may I serve you? Đề xuất một giải pháp chính trị mà nó không chịu đấy. A shadow among shadows. Có cái lốc xoáy đây à? No further orders. I shall rest a while. Ăn. We hunger for battle. Ăn. Laying siege to the settlement. Let them cower before me. At your command. Set up the watch. Đứng đây phòng thủ. Năm thằng thì chắc không, nó không dám ăn. Y tế của mình có vẻ hồi phục ấy chứ nhỉ? Mình đang cần nâng các cái thành của mình lên tầng 3 hết đã. Ready for orders. Khoảng cần, chỗ này chỉ để phòng thủ thôi. Thanh niên này vác quân đi đâu ấy? Good and noble friend, what an honor. Thoát không chịu truy mình. Trừ khi mình chiến tranh với thằng này, nó mới chịu truy mình. Welcome. Speak. Kệ, cho thằng này nó chiếm. Để nó gây bớt chiến ở chỗ này. Nó sẽ chiến đóng ở chỗ này và thằng này nó sẽ đánh xuống. Rồi, ba chúng nó đang đánh nhau nhau. Thằng Ai Cập. Mình hết mất tiền làm ngoại giao rồi. Điểm trung thành. Kiểm soát của mình ở mức khá là thấp nhưng an toàn. Thế thôi, duy trì ở mức 5% thôi. Trong này khá nhiều quân nhỉ. Nhanh thôi, kiểm soát Hy Lạp nhanh thôi. Ai giỏi Eperod của chúng ta lên cấp 8 rồi. Tăng giáp này, tăng số lượng tên và tăng tốc độ phục hồi máu. Khôn ngoan rất cao. Ready for orders. Đánh chiếm cái thành này xong thì mình phải cho lục quân bảo vệ luôn à. Nó có nhà lính đầy 3 này. Nghiên cứu lốt cái này xong thì mình sẽ chuyển sang lại nghiên cứu nhánh quân sự và tiếp tục đến đây. Để có được cái đội lính đầy cuối à. Ai ôi, thằng Ai Cập.
cặp đánh ở đến đây rồi cả. Ban căng phết đấy, tình hình rất là ban căng. Lại có bước cướp bóc đốt phá đâu. Tăng điểm ngoại giao lên cho anh. Tăng khỉ gió này nhỉ. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Chắc phải the như gods thế này. Bless you. Không được. Kệ nó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.